Hello anh em, thì sau bao ngày anh em chắc cũng chờ đợi cái clip mà Tú test cái độ ổn định sẵn là test GPS cho anh em xem chiếc Raider này nè. Đặt trước gắn cái cổ này á, nhiều anh em nói là cái độ ổn định nó không có, tại vì cái cổ này nó yếu này kia kiểu, thì sẵn bữa nay Tú sẽ làm cái clip test độ ổn định nó luôn. Thì hình như là cái cổ này cũng ít người đi lắm anh em, với lại ít người chia sẻ ở cái độ ổn định nó như thế nào, thì sẵn bữa nay Tú sẽ làm clip test cho anh em coi luôn. Ý kiến của anh em á là nhiều người, rất là nhiều người thích là cái cổ ghim. Với lại một phần á, cái cổ này nó hơi chúi nha anh em, nó chúi thì đâm ra là đau lưng. Ở đây tôi chuẩn bị một số đồ ha. Thì nó sẽ liên quan đến là mình gắn GPS lên, đặng test GPS. Chứ anh em nhiều khi anh em không có tin cái đồng hồ của xe, anh em muốn coi GPS á, thì tôi sẽ cảm thấy chiếc xe nào mà gắn được đồ lên đặng test GPS cho anh em coi thì tôi mới test nha. Đầu tiên á là tôi sẽ gắn một cái này. Chứ nhiều khi mà mình treo trên cái nón cái mình chạy nó rung hay là nó quay hướng khác anh em thấy không có rõ, nên thôi mình gắn trực tiếp lên trên xe luôn, nó quay cố định một chỗ. Rồi cái này vô đây. Tú sẽ gắn cái Google lên đây anh em. Nó sẽ chỉ vô đồng hồ và kèm theo đó là Tú sẽ đo GPS luôn. Muốn gắn vậy á anh em phải siết ốc cho nó cứng nha. Anh em mà siết không cứng nó chạy nó văng cái Google á. Đó, như vậy. Cắm cái Google lên dài, nó chụp xuống dưới đây. Ok. Rồi thì đây là một cái kẹp điện thoại. Cái kẹp này nó sẽ giúp cho mình đo GPS. Thì đây sẵn chỉ cho anh em cái phần mềm đo GPS luôn. Nó sẽ km trên giờ nè, quãng đường đi nè, mình giới hạn tốc độ bao nhiêu, quay ngang cũng được. Khi mà mình chạy thì nó sẽ hiển thị tốc độ. Ví dụ bây giờ tôi làm thử một cái cho anh em coi nè. Có gì không? Chưa. Vụ tay văng đi không tiếp. Tập tức rồi nha. Đi mày khùng hả mày? Vậy em vòng à? Nè anh em coi kỹ đi. Nó đang về. Đó. Mệt quá. Nói chung là mình phải di chuyển nó mới lên anh em ơi. Ở đây là có GPS, thời gian này kia các kiểu luôn ha. Thời gian GPS này kia luôn. Rồi thì cái này là nhiệm vụ của nó là đo GPS cho anh em coi. Tôi sẽ lắp cái điện thoại ngay đây. Đây nè, lại gần nè chung. Đó thì cái số km nào nó nằm ở đây. Cái GPS nằm ở đây là cái Google nó sẽ quay được cái này kèm theo cái này luôn cho anh em coi hai cái, để anh em biết được cái độ chênh lệch giữa cái đồng hồ zin với cái GPS nó như thế nào. Cái quan trọng nó nằm đây nha anh em, thì mình bắt cái này phải chặt nha, không chặt là ăn muối luôn á. Bảy giờ mình lấy băng keo quấn hay khổ cột. Rồi em có đi nữa không? Có. Ngon lành. Không sợ tao bỏ rơi nữa hả? Không. Liều vậy ba? Đi bộ. Đấy, hồi mình cắt sau mình đây có chuẩn bị kéo rồi. Thêm dây vô. Hình như xe đâu có giò đạp. Xe đâu có giò đạp đâu. Lỡ nó hết bình thì sao? Đẩy. Thiếp chai gì cắt ông nội. Trời ơi, chuyện gì khó xe có dây rút tài trợ hết. Từ từ. Trời trời, hồi văn đi hỏi mất tiêu. Đây mày, cái điện thoại mới góp có 1 tháng đó cha, nó ẩu quá. Chưa rút thêm dây mới được. Tầm này ghê lắm anh em ơi, nguy hiểm lắm. Rút ngang vậy cái nữa. Rút ngang nữa. Rút ăn... ngang cái hồi không thấy số luôn. Ăn uống gì ba? Hồi anh rút về sao thấy số? Rồi xịn nè anh em ơi. Để thằng dây vô sửa soạn đây, đây nè. Em nón nải gì vô đi rồi đi. Anh em mình đi. Chắc ngày nay em bỏ rơi anh á. Có anh bỏ rơi em nữa. Đang chạy rớt đất á. Mà thiệt là mày không sợ tao bỏ rơi mày nữa hả? Bao cứng luôn. Lấy Google gắn cho thử coi. Google gắn đây thì bây giờ vô lấy nón là lấy Google luôn. Thì thường á Tú gắn Google lên trên cái càm anh em biết không? Thì có khi á là mở cổ cái nó lắc qua lắc lại anh em không có thấy rõ. Thôi mình cho nó chết một góc luôn. Rồi thì bây giờ sẽ nổ máy anh em nghe này kia ngon lành cái ha. Còn đi bộ được, để tối đi cũng được. Máy móc hoạt động nghiêm chỉnh ha anh em. Sẵn nay ra test anh em coi. Tại ra xíu nha, tao vô tao lấy đồ cái. Ok. Này tại hồn tối không? Trời mày. Ủa mà vụ gì? Bữa cho mày đi bộ ngoài đó. Phải chơi chứ, lấy chích đi. Vô lấy chích đi. Đi ấy mày ơi. Trời ơi, giấu sẵn không? Phải chơi. Làm gì giờ? Bỏ cát vô mình sang rồi. Ấy, chết. Hãy subscribe.
Đâu con tay à. Tao không nói anh Tú là mày phá nào hả Rêu? Anh nhanh lên đi, ảnh nha. Ảnh nha tới bây giờ nè. Thôi mà cho anh lẹ lẹ, tao phụ anh cho được rồi. Được rồi, mày từ từ dẫn mày xuống. Cái đó gì vậy? Có cái bình á, ảnh không có đề được. Ảnh đâu có cái giò đạp. Phải không? Đúng rồi, cái giò đạp. Phải đề với cái được. Đâu đâu đề cái héo? Lên ngủ ngủ điện chi? Không lên luôn. Thôi. Không có lên. Đắng, kèo này đắng à. Con ốc này mình giờ mình bỏ túi. Dục nó nha. Đấy, đưa đây. Mày lên dẹp đi. Dục nó. Tao quét tủ mà mày dùng quá trời chú mày chơi vậy hả mày? Gì vậy? Dùng đâu? Đâu 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 đâu. Im đi, im đi. Im đi, họ cho tiền uống trà đá. Bia. Ôi, thanh niên già đầu dễ dụ ghê. Mày đi quay cái gì mà quay? Sẵn ngủ đi, chút dễ uống bia. Nhớ nha. À. Già đầu mà dễ dụ mà tốt. Hai hai em bây về cái gì tao nói à, không có em đi đi hả à? Ừ giả bộ lấy nón nãy rồi sẵn đội lên chuẩn bị. Ừ nón tao là không bảo vệ đâu nha, có nón lấy cũng lâu rồi đái ẻ thôi à. Trời ơi xong chưa? Rồi đi, không bịt khẩu trang mày, Covid tùm lum đó nè. Đợi nó có cái khẩu trang sợ xe bị nhiễm Covid nè. Hôm nay hồi tính sổ nó sao nó sỉnh rồi, tính sổ nó sao anh em? Giờ mình khỏi đeo luôn. Cái gì khỏi đeo? Corona tuổi. Thì bây giờ tôi sẽ gắn Goro lên nha anh em. Sẵn sàng cho hết bao? Rồi rồi. Bữa nay đầy đủ đầy đủ ha. Đúng rồi, gai quay lại cái đi. Bữa nay mày không sợ tao bỏ rơi thì mày nữa hả? Không sợ. Nó liều vậy ba. Bụi quá, lau cái cho nó sạch cái anh em ơi. Đây. Mày tính gắn đây nữa hay gì? Mày không có gắn đó. Nay mình gắn nó vô trong xe luôn. Ổng mà. Ổng chứ. Canh cho nó quay hết không chứ. Từ từ. Từ 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 từ. Ok anh em ơi, thì anh em cũng biết rồi, cái góc của Goro nó siêu rộng. Nên anh em khỏi lo. Mặc dù để gần nhưng mà chỉnh cái super view á là nó bo qua vậy là nó rộng dữ lắm. Đi đi, riết đi. Nói chung là mấy anh em ở nhà nha. Thì có gì ở nhà trơn rồi, riết đi về em còn đi công chuyện nữa. Vậy thôi mẹ ở nhà tao đi mình. Thôi không có được. Đi theo. Lao. Để anh kiếm nhỏ nào sao. À tung chép nó sợ chết lắm, chỉ có con này không sợ chết anh em, nên nó đòi đi hoài là anh em thấy vậy á. Chết nào không sợ. Tại anh chạy nó không sợ á, chứ nó nhát gan hay mồ. Ba cái đồ quỷ vậy hả cơ bà. Ê đi 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 tối à, ngồi chạy xe vô ôm luôn mày. Ừ ở nhà đợi nha. Đợi gì giờ về đúng không? Bảy hồi còn mình về mình còn quay cái kết chào anh em nữa. Ờ vậy đi lẹ đi nói hoài. Nói thiệt nói mà tức ghê anh em. Uống nước à, đừng lại đi tung lại tung gì nữa nè. Để hôm trước Tú nói anh em, nhiều anh em không tin cái cùm này nè anh em coi cái cùm nè nè anh em để ý cái cùm này ha. Nè bật chìa khóa lên nè, cùm nè, bấm đề nè, bấm rung đây cái nút luôn nè, nó không đề được. Kêu mua cùm mới mua, bữa tính gắn vô cùm mua ma đó mà không có gắn vừa cũng như ra. Lẹ lẹ tối mày ơi, từ từ mày. Dạ. Có chiếc xe đi lẹ lẹ đi. Ủa bình thường mà mình mở chìa khóa lên là nó phun xăng mà đúng không? Đúng rồi, đồng hồ sáng lên. Ủa mà gì kỳ vậy? Sao hả? Cái gì? Sao giờ mở chìa khóa nó không lên ta? Rồi. Rồi đúng rồi. Nó chừng đứt đồng hồ á. Để lâu
chuột nhai rồi. Càng không lên luôn, đứt đồng hồ phải càng. Thánh review đẩy giùm cái vô số coi thánh review. Thôi thôi đẩy gì nổi, đẩy ông nội. Xe này không có giò đạp anh em ơi, phải đẩy. Đẩy cái ơi. Thôi đẩy tự đẩy. Hiếu đẩy Hiếu. Thôi ông đẩy bữa tôi nhớ không? À không gì á, đẩy đi. Thôi không có đẩy. Không đẩy mốt con to nữa. Vô đẩy cái ơi. Càng con nữa càng quái. Đẩy nó vô số cái Hiếu. Vô nè. Vô tao tao đưa ghe lại chút. Nè cái chốt rồi đẩy nói. Có chạy được không? Biết nói anh em ta đúng rồi. Đang coi nè. Quay bánh luôn, quay bánh luôn. Tại tôi mới thấy bình thường mà, nói gì vậy? Vô ăn cơm ơi. Sao kìa không chạy ra? Không nói chuyện chạy. Thôi nhà ấy làm. Thôi dẹp, để vô dẹp anh ơi. Xong luôn rồi. Quậy tức vậy ta. Mới nãy ra đề thất thị luôn đúng không? Đúng. Nãy làm bồ đúng rồi. Hả? Nãy anh dặn ra lên mờ thì đó nãy mới set up xe cộ đồ gì đổ máy ngon lành kỳ trời. Không lẽ nổ hơi lần cuối đó nó đi luôn ai mày chết em muốn nói xe anh bị hư hả? Bên chết em cũng nói xe anh bị hư sao hả? Bởi gì vậy? Không biết. Nói chuyện người dốt đang bật đó nghe kỳ trời. Bây giờ làm sao để từ từ nó sửa xe lại ba rồi bị corona đó hay nó bị cô đơn quá nhảm lắm á kiếm con cá gì cho nó đi đó ơi rồi chắc vô dẹp đồ dẹp nón dẹp đồ hết xong luôn rồi. Đất bê rồi, dưới đây đâu có gì điện gì đâu, đâu có đất. Nhưng mà khắc vọng rồi anh em. Khắc vọng rồi. Chui luôn. Đá ỉa nón nải rồi đầy đủ gắn vô hết trơn. Đâu rồi. Đừng nào chọc nó ngang, nó chở chết luôn á. Đẩy đâu ạ? Ghê ba. Dẫn vô dẹp luôn rồi. Chết đâu ạ? Muốn đi đua xe tiếu rồi. Anh nói rồi, anh chửi anh giờ là đang quạo á. Quạo, tao xỉn giờ tao sợ. Con này sao? Vô ba. Gì ạ? Mày đua mày. Bỏ vô ai? Con xe đi chơi với bà. Ngon. Tao à? Má chứ này nó biết mày cho nó quýnh mày nát luôn rồi. Chiếc này nó chặt mày nghe. Nó biết hai mày. Mày nói rồi, hồi nó nghe. Đánh nhủ đi. Nói gì đó. Thật mình quá anh em ơi. Nói chung là nay không biết nó bị sự cố gì có tức kìa chứ. Hồi nãy tính là mới đề ra setup này kia kiểu vô lấy nón ra tính chạy cho anh em coi. Giờ không biết nó chạm dây điện hay nó bị quần què gì giờ nó không nổ máy. Mệt. Ok anh em ơi thì nói chung là chắc để mai tôi dẫn nó đi sửa rồi hẹn anh em clip sau chứ đậu xanh nó ra setup gắn đã đời cả buổi trời. Rồi giờ nó không chạy. Thà lúc đầu mình dắt ra nó không chạy mình không tức anh em. Mình đề nó chạy rồi, mình đi vô lấy nón rồi
ngon hết. Thôi thì chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Trời, anh em thông cảm giúp Tú nha. Nói chung là cái sự cố này Tú cũng không mong muốn đâu, để mai Tú đi sửa coi nó bị sự cố gì. Thôi sửa mời em sửa giùm luôn. Ừ cũng được. Thì thôi bye bye anh em nha. Hẹn lại anh em ở clip tiếp theo nha.